Vâng, em xin chào toàn thể quý vị và người nha. Chào tất cả anh chị em thân mến nha. Hiện tại em đang về một chiếc Ford Transit từ 2009 này. Vâng. Chiếc 2009 này nếu các bác mà mua về chạy hợp đồng du lịch thì khá là ok luôn. Chiếc xe này thì bên em đang chào bán mức giá rất hợp lý cho các bác là 160 triệu. Còn nếu các bác mà muốn hoán cải thì em sẽ hoán cải cho các bác này. Hoán cải thì nó sẽ rơi vào khoảng tầm là 178 triệu nhá, thì nó thêm mất 18 triệu tiền hoán cải. Đấy, các bác có nhu cầu sử dụng mẫu xe này thì alo cho em nhá. Và mẫu xe này thì khá là đẹp. Vâng, đây này, em vào trong đây cho các bác xem này. Đấy, xe nội thất khá là đẹp luôn nhá. Trần thì vẫn là trần nỉ zin này. Đấy, tất cả mọi thứ rất là ok luôn này, rất là đẹp luôn nhá các anh nhá. Đấy, vừa mới về, xe hợp đồng du lịch xịn nhá. Đấy, xe khá là đẹp luôn. À, nếu mà các bác mà lấy này bán cả trong vòng 7 ngày là xong thôi. Vâng, 7 ngày là xong thì các bác cứ alo đi để em hoán cải cho các bác nhá. Vâng, và vẫn còn rất là nhiều xe, và nguyên ngày hôm nay em về 4 xe cơ. Khá là nhiều xe này. Đây, em về bên bãi bên em nhá. Xe khá là nhiều, nếu các bác mà sử dụng mẫu xe hoán cải thì alo cho em. Vâng, đây là bên cạnh chỗ em chuyên để dọn rửa xe thứ này. Đấy, xe khá là nhiều. Và trước ngay đây là 12B này, là trước đời 2006 em sẽ hoán cải này. Chiếc xe khá là đẹp luôn. Em vừa về xong rồi. Đấy. Vâng, và đây nữa là một chiếc Ford Transit đời 2008 này. Đấy. Nếu mà các bác mà sử dụng mẫu này thì em bán cho các bác này, nếu mà hoán cải em lấy cho các bác là 165 triệu này. Xe này, con này rất là cứng, rất là đẹp. Các bác mua về chạy hợp đồng du lịch là rất là tuyệt vời này. Đấy, rất là nhiều xe nhé các bác nhé. Vâng. Đấy, xe khá là đẹp luôn này. Mang biển kiểm soát là 29B và gốc cũng là gốc Hà Nội luôn các bác nhé. Gốc Hà Nội luôn. Đấy, xe khá là đẹp luôn. Đấy, Mazda này, Mazda 323 này. Đấy, xe công vụ của em đang đi rất là ok luôn. Và chiếc mẹt Sprinter kia thì em đang cho dọn dẹp để cho một anh ở Hà Nội, anh mua chiếc xe này, anh về anh làm nhà mobile home đấy. Đấy, xe khá là đẹp này. Đấy, bóng nọng luôn chưa, có nhìn chưa. Đấy, mới có dọn dẹp qua tí thôi đã một đẹp này rồi. Đấy, các bác cứ yên tâm nhà em nhá. Khi các bác cọc tiền xong, xe đẹp hơn cái lúc em quay bây giờ nhiều. Đấy. Và đây là chiếc Ford Transit đời 2004 này. Đấy, giá 58 triệu rồi. Đấy, vẫn bớt này, bớt mỏi mồm luôn. Nếu các bác thích thì em bớt thật nhiều luôn các bác nhá. Đấy, hiện tại nhà em bây giờ đang có 2 bãi xe. À, có 2 bãi xe luôn. Nếu mà các bác mà sử dụng những mẫu xe như nào thì cứ alo cho em. Đấy, vì là bên này khá là chặt. Đấy, nên là em không để, và hiện tại em đang còn 2 mẫu xe Transit 2004 nữa. Thì các bác 2004 em đang cho làm ở cửa ngoài đây, chiếc 2004 này. Đấy, sạch sẽ này, đèn pha khá là mới mẻ này, nhìn rất là mới này. Đấy, giá thì rất là hợp lý này. Đấy, con này chỉ có 58 triệu thôi nhá. 58 triệu thôi này. Đấy, thợ đang dọn dẹp. Anh ở chơi đó. Vâng. Và đây là Mazda này, mẹt này, BMW này, Ford Transit này. Transit này, hai con này em sẽ cho đi. Nếu các bác mua chạy hợp đồng du lịch thì chiếc xe này, đấy, hợp đồng du lịch này. Đấy. Nếu mà các bác mua chiếc này về chạy học sinh thì rất là đẹp luôn nhá. Đây em quay nội thất cho các bác này, cửa điện tất cả thứ đầy đủ hết nhá. Em khóa cửa này, chắc là em mở cái này thì mình là ok luôn. Đấy, xe khá là đẹp luôn. Vâng, đây. Đấy, có thấy chưa? Dàn đèn khá là đẹp luôn. Xe rất là xịn sò nhá. Vâng, rất là đẹp luôn nhá. Đấy, nếu các bác chạy thì alo cho em. Vâng, ở đây em sẽ này. Đấy, từ cái bãi này sang bãi kia nhà em chỉ có 3 bước chân thôi. Đấy. Đây, và đây 6 chỗ. Vâng, vì là
đợt này em nhập khá là xe, nhiều xe 16 chỗ. Nếu mà các bác mà nhu cầu sử dụng những cái dòng xe như là mà hợp lý mình thì các bác cứ alo cho em. Vâng, xe khá là nhiều luôn. Đấy, thì cái chiếc 2009 này vừa về, em để đây em quay riêng cho các bác đây. Đấy, xe khá là đẹp luôn nhé các bác nhé, khá là đẹp luôn. Và ngày mai em sẽ cho đi tỉa một vài chỗ. Đấy, nó xấu em sẽ tỉa hết cho các bác. Vâng, chiếc xít 2018 đây. Đấy, hai chiếc 2018 này vì dịch bệnh quá nên nó hơi ế tí các bác ạ, không sao. Đấy, vâng, khá là nhiều những dòng xe 18 chân chít 16 chỗ này nhá. Các bác có nhu cầu sử dụng một trong mẫu xe là alo cho em, vì này trời mưa nên em quay qua cho các bác, có thông cảm em tí nhá. Vâng, xin kết thúc clip tại đây. Nếu các bác có nhu cầu sử dụng một trong những mẫu xe Ford Transit nhà em thì alo cho em nhé. Và xin kết thúc clip tại đây ạ.